Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị cách làm muối ớt cho người ăn chay ha. Ăn chay ăn mặn đều dùng được. Mình sẽ không dùng ngũ vị tăng nha quý vị. Đó, kèo muối ớt để dành ăn rất là ngon luôn. Rồi, trước tiên thì quý vị chuẩn bị cho mình đây là 1 kg muối. Muối là muối hạt trắng á quý vị. Đó, rồi đây là khoảng 150g ớt. Ớt này thì tùy quý vị ha, nên lựa loại ớt to như thế này thì cái nó có màu sắc rất là đẹp và nó ít cay hơn. Đó, một xíu lá chút, khoảng chục lá chút là được rồi. Đó, cái này là khoảng 100g bột ngọt. Thì tùy quý vị, bột ngọt thì quý vị có thể sử dụng theo tùy ý mình ha, tùy gia đình á, nhiều gia đình thì ăn không được nhiều bột ngọt. Rồi trước tiên nhá, mình sẽ để cái phần muối này lên để mình rang. Nếu quý vị mà muốn muối nó nhuyễn hơn á thì mình nên đâm trước ha. Mình nên đâm sơ trước cho nó nhuyễn hơi hơi đi. Rồi mình ở đây mình rang. Còn cái này mình rang để vô mình rang luôn thì nó sẽ có hạt bự hạt nhỏ. Và vừa rang á thì mình sẽ vừa dùng cái giá hay cái sạn gì đó mình đập nhẹ thì nó sẽ có những cái hột lớn hột nhỏ. À, cái muối ớt của mình á, khi mình ăn nó cũng rất là hấp dẫn quý vị. Và lưu ý lúc mà mình rang muối thì mình sẽ lựa cái chảo nào nó dày chút xíu đó quý vị. Chảo này thì nó hơi mỏng chút xíu đó, các bạn lựa chảo dày á. À, rồi lưu ý là lửa nhỏ nha quý vị, chúng ta rang từ từ thôi. À, lúc rang thì mình sẽ thấy những cái cục muối mà nó quấn cục á, mình sẽ dùng cái sạn hay cái giá á, mình sắn sắn gì nè, đập nè cho nó nhỏ ra ha. Còn các bạn muốn nó nhuyễn hơn nữa thì các bạn đâm từ đầu đi, đâm cho nó nhuyễn hơi vừa ý mình rồi các bạn để lên rang luôn cũng được. Đó, các bạn chịu khó, chúng ta rang với cái lửa nhỏ thì từ từ, đừng có vội mà rang với lửa lớn, cái chảo nó nóng quá nó sẽ bị, đôi khi nó cũng bị khét đó vậy. Bữa nay mình có cái chảo này nó cũng không được chạy lắm. Rồi về cái phần ớt á thì các bạn lựa ớt loại trái to thế này nè. Đó thì nó sẽ ít cay hơn. Các bạn mà dùng khoảng ớt hiểm mà cỡ khoảng 150g thế này là nó rất là cay nha. Đó, còn cái này là mình dùng ớt này nó sẽ ít cay mà nó có cái màu rất là đẹp. Thì mình sẽ cắt ra để mình loại bỏ hết cái phần hạt ha quý vị. Rồi những trái ớt này nhìn cái màu sắc rất là đẹp. Rồi bây giờ mình trái này mình cũng tách ra luôn. Muối ớt mà để dành chấm trái cây ăn rất là ngon và rất là bắt luôn. Thì mình làm sẵn một hũ mình để trong nhà để dành ăn từ từ ha quý vị. Khỏi mất công ra ngoài mua, làm thì cũng nhanh thôi. Rồi thì cứ vậy thì các bạn cứ cắt bỏ cái phần cuốn và loại bỏ hết cái phần hột ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt ra nhỏ nhỏ để mình đâm, để dùng cái cối mình đâm luôn. Và các bạn có thể sử dụng cái máy xay sinh tố, các bạn xay cũng được. Thì mình có máy xay thì mình xay, đâm thì đâm cũng được. Đó, cắt nhỏ nhỏ thì mình đâm nó sẽ nhanh hơn ha. Các bạn muốn nhuyễn nữa thì các bạn cắt nhỏ nhuyễn nữa thì mình đâm nhanh hơn. Đâm này nó hơi lâu chút xíu á, nhưng mà nó sẽ có những cái miếng to to nhỏ nhỏ, nhìn nó sẽ thích hơn quý vị. Rồi chúng ta đâm một xíu thì nó sẽ nhuyễn ra và nó có cái nước đó quý vị. À, nó tạo thành một cái hỗn hợp sền sệt nè. Chính cái phần nước sền sệt này nè, nó sẽ tạo màu cho muối, cái màu tự nhiên từ ớt luôn. Không cần phải để thêm màu gì hết đó quý vị. Rồi khi mà chúng ta rang đến cái ớt, cái phần muối nó khô rồi đó. Để các bạn xem, phần muối nó khô rồi. À, chúng ta cứ đảo đều đều với cái phần lửa nhỏ nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần ớt vào nha.
ớt mình đâm nhuyễn luôn, hoặc các bạn xay nhuyễn luôn. Nhớ lưu ý là cho hết cái phần nước vào luôn nha, nước ớt đó, tại vì có phần nước ớt này nó mới có màu đẹp quý vị. Chút xíu mình trộn lên cho quý vị xem cái màu rất là đẹp. Đó, nhớ là các bạn để cho cái phần muối nó khô khô đi rồi mình hãy cho cái phần ớt vào. Nếu quý vị nào mà ăn được ngũ vị tăng thì chúng ta xay thêm khoảng 100 g tỏi chúng ta để vô cũng được luôn, cũng rất là thơm và ngon. Thì tùy khẩu vị của từng người thì chúng ta sẽ làm cho phù hợp với quý vị. Rồi về bột ngọt á, thì mình sẽ xay hoặc là đâm ra cho nó nhuyễn luôn. Còn các bạn nào có sẵn bột ngọt hoặc là loại nhuyễn á, thì các bạn để vô luôn thì nó tiện ha. Mình hiện tại mình còn cái loại bột ngọt này thôi, nên mình phải bỏ vô cối mình đâm. Thì nhớ là đâm bột ngọt trước và đâm ớt các bạn, đỡ rửa cối. Thôi mình phủ chút xíu, lau sơ là nó sạch rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột ngọt. Nếu quý vị nào mà ít ít ăn bột ngọt thì mình cho theo khẩu vị gia đình ha, cho một lần ít ít thôi cho nó vừa đi, thì mình hãy cho thêm, đừng có cho một lượt hết vô. Nhiều khi gia đình mình ăn bột ngọt không được nhiều á, mà ăn bột ngọt nhiều nó cũng không có tốt đâu quý vị. Rồi mình cho ra cái chén. Lúc này là ớt nó đã khô luôn nè. Đó, thì mình sẽ để nguội nguội rồi mình mới trộn cái phần bột ngọt vào. Rồi sau đó mình sẽ cắt cái phần lá chúc. Cái phần lá chúc nó rất là thơm đó quý vị, chứ không thì mình sử dụng lá chanh. Lá chúc nó thơm mà nó không có cái vị mà đắng đắng nữa. Đó, các bạn để vô keo ha, chút xíu thì mình trộn xong mình để vô keo á, mở ra thì cái mùi nó rất là thơm luôn. Mình chấm với cây ăn là rất là bắt quý vị. Rồi mình cứ trộn đều luôn. Chừng chục lá chúc là được quý vị. Rồi bây giờ khi mà chúng ta để bảo quản á, thì mình cho vô cái keo. Mình đậy nắp lại. Cái này mới nãy mình đâm bột ngọt nó cũng chưa nhuyễn lắm quý vị. À. Rồi thì cơ bản mình đã chia sẻ xong cho quý vị cái cách làm muối ớt ngon, đơn giản tại nhà ha. Thì một lần nữa thì kênh Món Ngon Tại Nhà xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. À.